Yeah.
đường phố lên sách dịch về. Và lúc nào khi mà tôi hỏi lớp mình phố mà uống vô một viên như thế này, để bắt cô nguyên cái viên đó vô trong ruột luôn, rồi uống thành phần từ ruột máu luôn đúng không ạ? Là sai. Và phố nó phải rã ra, nó phải nhỏ ra, nó phải hoàn toàn rồi thì khi đó trở nên nhỏ và nó mới phải hấp thu. Thì cơ chế của hấp thu phần lớn là nó tán phụ động. Nó tán phụ động vậy hả? Nó có cần năng lượng để chuyển qua này không? Trong cái giai đoạn phát thu thì các sự tỉnh chúng ta mới sang ra được số 1 hay nó nên hết dịch được.
trường để mà làm ca khúc, tức là mình để làm ca khúc đó thu nhỏ ra, giống như mình không nhỏ ca khúc đó ra. Và mình hình dung bây giờ khúc sao nó còn nhỏ không ạ, nó sẽ rất là to và nó rất là cầu kề, nó cản trở về không gian trong quá trình hấp thu. Và chúng ta thấy ở đây gọi là đa hóa trị. Đa nghĩa là sao ạ? Nhiều là nhiều, nhiều có nghĩa là đường hóa trị hai trở lên thì nó sẽ tạo khúc sao, tức là khúc càng cua cầu kề với lại cái ca sĩ hoặc là violon, nó sẽ tạo nên sự cầu kề cản trở về mặt không gian trong quá trình hấp thu. Thì tôi nhắc lại, mình chỉ cần nhớ cái gì ạ? Muốn hấp thu được nó cần những điều kiện nào, và bây giờ phương pháp nó sẽ cản trở những cái điều kiện đó thì nó sẽ gây ra vấn đề là phương pháp trong giai đoạn hấp thu. Mà nãy mình nói cần gì ạ? Làm nhỏ ra, đúng không ạ? Thì môi trường là điểm đầu tiên. Cái thứ hai là có cản trở về mặt không gian hay là không, nó to quá, nó cầu kề quá thì nó sẽ rất là khó để hấp thu. Giống như lúc nãy tôi nói cơ chế chính của việc hấp thu là gì ạ? Có tám gì cơ? Có tám cụm đó, là nó sẽ đi từ nơi nồng độ cao qua nơi nồng độ thấp mà không có cần chức năng hay là năng lượng. Tức là ngoài đó ra thì vẫn có thể là phân tán cần năng lượng, phân tán cần chức năng, nhưng mà hấp thu cái chính đó, sẽ là tắt tán một đoạn. Kiểu như này không ạ? Thứ ba, thay đổi khu nồng độ. Mình không nhỏ cái chất đó ra rồi, máu tới một nhiều trong ruột là nơi hấp thu rồi, rồi có gì nữa? Thời gian lưu trú tại ruột lâu nên có thời gian để hấp thu. Và bây giờ nếu như cái nhu động ruột bị thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu. Đây là ví dụ mình nói là cái phút tăng nhu và phút nhuận bảy nó sẽ đặc biệt tăng nhu động ruột để tống đi, đúng không ạ? Và như vậy nếu như dùng chung với cái phút khác thì cái này nó co bớt, nó tống đi như vậy khi nó có thời gian để mà hấp thu của nó. Còn một phút nó chống co thắt, cái tên của nó là nó chống co thắt, thì cái phút dùng kèm thì nó sẽ như thế nào ạ? Nó có thời gian lưu trú lại lâu thì nó sẽ làm tăng thời gian hấp thu. Cái này thì nó sẽ rất là dễ mình cứ tưởng tượng ra, bây giờ nếu mà tăng lưu trú lại lâu thì nó sẽ giảm đi cái thời gian để hấp thu. Còn nếu như mà gì ạ? Chống co thắt tức là tăng trong thời gian hấp thu thì nó sẽ nằm lâu lại chỗ đó, nó sẽ tăng thời gian hấp thu. Thì chuyện còn lại của lớp mình là cần nhớ được cái tên thuốc nữa. Nhớ tên thuốc. Cuối cùng phần thứ tư liên quan đến quá trình hấp thu, trong ruột của mình sẽ có hệ vi khuẩn đường ruột, có một vấn đề xảy ra như thế này. Trong quá trình nghiên cứu thuốc, thuốc dioxin, thuốc này đến nay người ta nghiên cứu lại rất nhiều đúng không ạ? Dioxin mình cứ nói tới thuốc dioxin mình sẽ nhớ tới cái gì vậy? Phản chuyển định hẹp. Dioxin cần hệ vi khuẩn đường ruột để chuyển thành 40% thuốc không có hoạt tính. Và đây là trong cái giai đoạn người ta nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong những giai đoạn đầu đó, là người ta biết việc này rồi nên liều dùng cho bệnh nhân, đó là liều giảm chừng 2 mg, tức là liều dùng cho bệnh nhân người ta chừng 2 mg. Dioxin vô trong cơ thể nó sẽ được chuyển bởi hệ vi khuẩn đường ruột thành 40% không có hoạt tính. Và bây giờ nếu như bệnh nhân có sử dụng dioxin, mình thường hay nói kháng sinh nó sẽ làm gì với hệ vi khuẩn đường ruột ạ? Nó sẽ bị hệ vi khuẩn đường ruột. Thì dioxin có bị chuyển thành 40% không có hoạt tính không ạ? Không, tức là tương ứng với việc nó tăng trong hoạt độ sẽ tăng lên thành 40%. Và mình nói dioxin có phản trị điều kiện. Bây giờ lên 40% nó tăng lên có hoạt tính thì làm việc có việc gì vậy? Nhớ như tôi có
Thuốc gì ạ? Thuốc điều trị tăng áp lực tiết 1
Chạy máu là xuất huyết, là hàm dưỡng.
Sau cũng thi luôn. Cuối tuần sau thi rất là tốt. Yeah, bớt ít. Vô làm bài ca sàng.
đúng rồi. Có lúc xanh rồi bắt đầu. Tại vì người yêu học nhiều cô.
có quét luôn. Thank you.
tim ngừng đập vào đột tử này, tim loạn nhịp, loạn nhịp. Thank you.
dùng ra thì không phải chỉ dừng lại ở cái cơ này không, hãy nhớ là cơ chúng ta liên quan đấy. Creatine có phát như thế nào, creatine thì nó lại liên quan đến cơ học. Nên có khi rồi sau đi lọc dòng những cái bài nó sẽ liên quan với nhau, cho nên là cố gắng đi nhau nhé. Ngoài ra còn có silanidin. Trong nhóm này ngoài Indonesia ra thì mình cũng còn có những cái thuốc khác. Nước bụi trần là cái nước là không phải bụi của mình nha, bụi trần không phải bụi của mình đâu. Ngoài ra còn có bụi trần. Thì thuốc có bản chất là